Những đệ tử của anh Nam ở đây nha, đây là tất cả những em học làm việc quay heo, quay gà nướng các kiểu nha. Đây là ba nhân viên học việc mới vào nghề. Đây ở từ Đà Nẵng, Quảng Nam vào đây đó, ở miền Tây lên này. Anh này ở Đắk Lắk miền Bắc. À, đây Quảng Nam, đây là Đà Nẵng, còn đó là Tây Ninh. Mà thằng này ở Lạng Sơn này. À, đầu to Lạng Sơn. Quay tới anh Cương đó. Quay để em nói cho bây giờ, để em nói cho mà anh Cương để em nói cho. Ai có nhu cầu học nghề vịt quay, gà quay, heo quay thì cứ liên hệ mình nha. Đây các em đang tập may đít vịt đây. Đấy, chuyên nghiệp mới học được 3 ngày mà lên thời chính rồi. Tay xong mình hơi ghê. Đó, đẹp không? Quá đẹp. Ở cao bằng Lạng Sơn này. Anh em đi học là đông. Hôm nay là làm hàng nhiều. Ai có như học bánh mì, heo quay, vịt quay gì có hết nha bà con ơi. Xiên sửa lại xiên cũng vậy. Đây. Để em xiên đi. Tập xiên đi, xiên gì mà gãy que nhiều quá. Này, con này thì hơi xấu. Đó, ông già đó năm nay ba vợ rồi mà cũng phải đi học nghề. Khổ lắm. Vịt quay nha. Đấy à, đây là thành quả quay vịt quay này. Vịt quay ra này. Heo quay này. Vịt quay, heo quay, ai có nhu cầu thì cứ liên hệ nha. Đây có gà nướng luôn, gà nướng mà trưa nó mới ra. Rồi anh em ai có nhu cầu học nghề thì cứ liên hệ nha.